Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, giờ sẽ đưa chi tiết màu như vậy. Lại dài rồi. Làm trong đợt mới là vừa đã đúng 5 giờ luôn. Đấy. Đang bảo là giờ mà tải lên thì làm xong một đợt này nữa là đúng đến 5 giờ là nghỉ luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Muối em đấy ám vài chữ chấm muối đây rồi, muối ngon hai cái muối để liếm liếm quan phá còn rể a da lão ăn lão à xin ăn từ quan lão mà không thấy đậu mi cả ấy đi. Con mấy mất dạy này, con mấy mất dạy này, xin một kêu. Wow, đang phút rồi, đang phút rồi. Có tiền rồi. Ngại có tiền. Mình ngân hàng tiền để trả đến tí lên trả thôi. Mình trả mũi ngọt. Mình. Này này đỡ được không? Bây giờ hai đi mẹ em có lợn. Một bán một lộn không chơi đi con này xanh lắm mù không chơi đi con này xanh lắm mù à đi này mắc xanh. Để cho có khi một lộ một chê đấy. Công không mình.
tí một lộn lên bàn điểm số. Một lộn. Một lộn. Một lộn. Đó. Như vậy thì mình nghĩ là cái thứ này tôi một xong nhé các bạn thấy